Ông bà ngày xưa nói rằng ma gia thường kéo chân người sống để làm vật thế thần cho chúng đi đầu thai. Ai mà có ngờ rằng cái chuyện ghê rợn này lại xảy ra ngay tại Hồ Tây cơ chứ. Cùng tụi mình giải mã bí ẩn này nha. Bí ẩn về những ngôi mộ cổ thoát ẩn thoát hiện. Hồ Tây được xem là một địa danh gắn liền với thủ đô Hà Nội. Nhắc đến nơi này, ai cũng nghĩ đây là một địa điểm nên thơ lãng mạn. Chứ ít ai biết rằng đây thực chất là một nơi cực kỳ tâm linh bí ẩn. Nếu như đi ven hồ phía làng cổ Trích Sài, phóng tầm mắt ra xa, để ý kỹ một chút, bạn sẽ thấy giữa biển nước mênh mông nổi lên một vài đốm đen lớn. Có lúc nước Hồ Tây lớn, sóng to, nó biến mất. Còn lúc sóng yên biển lặng, bạn sẽ thấy rõ đó là những ngôi mộ đã sờn cũ. Qua giới thiệu, tụi mình đã tìm đến cụ Bùi Văn Thình, người đã có hơn 10 năm làm trong ban di tích bảo tồn đền thờ thuộc làng Hồ Khẩu, phường Bưởi, quận Tây Hồ. Cụ năm nay đã 93 tuổi, tuy mắt không còn sáng rõ, nhưng hỏi về chuyện của Hồ Tây thì chẳng có chuyện gì mà cụ không nhớ. Cụ bảo, trước kia Hồ Tây không rộng như bây giờ, chỗ mà có mấy ngôi mộ ấy, xưa kia cạn nước, cả cái làng hồ này có người mất đều chôn ở ngoài bãi cả. Ngôi mộ đang nổi ở giữa hồ cũng là một ngôi mộ cổ, chứ không phải mộ của một vị thần nào hết. Dù chẳng phải mộ thờ thần thánh nào, thế nhưng khu nghĩa địa cổ này cực kỳ linh thiêng. Cụ Thình nói từng có những thành niên đi thuyền ra giữa hồ, hợp lặng để moi gỗ từ các cổ quan về bán. Sau đấy, những người này có người thì không lấy được vợ, rồi có kẻ thì bị bệnh, bỏ nhà đi lang thang, mà phần lớn đều là chết bất đắc kỳ tử. Chưa hết đâu, vào năm 1955, có một đoàn văn công từ Trung Quốc khi đã đến giữa hồ thì trời bỗng nổi cơn giông, thuyền lật, nhiều người đã tử nạn. Lúc ấy trời đất tối đen, mưa lớn trút xuống âm âm, cả mặt hồ như bị phủ một lớp sương dày đặc. Hay, như thế này thì còn chối cãi gì nữa, chắc chắn là những vong hồn trú ngụ dưới đáy hồ gậy đà rồi. Còn các bạn thì sao? Cùng để lại bình luận bên dưới cho tụi mình biết nghe. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ sót bất kỳ video thú vị nào nhé.